chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Chính phủ mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em. Lựa chọn các sản phẩm bánh trung thu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuyên Quang khuyến khích người dân ưu tiên sử dụng hàng nông sản tại địa phương. Thống nhất ứng dụng duy nhất trong phòng chống dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Bộ Y tế đã có quyết định số 4471 phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, vaccine Abdala do Cuba sản xuất. Và đây là vaccine COVID-19 thứ 8 được phê duyệt lưu hành tại Việt Nam. Vaccine Abdala mỗi liều 0,5ml chứa 50 microgram vaccine protein tái tổ hợp chứa vùng liên kết với thụ thể ABG của virus SARS-CoV-2, bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm bắp. Lịch tiêm Abdala bao gồm 3 mũi. Vaccine này sản xuất thành phẩm tại công ty AICA Laboratories Based Business Unit BBU AICA Cuba, được xuất bán thành phẩm đóng gói cấp 2 tại Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học CIGB Cuba. Tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế Polivac là nơi đề nghị phê duyệt vaccine này. Thủ tướng Chính phủ quyết định về kinh phí mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer. Đây là số vaccine mà Bộ Y tế và Pfizer thỏa thuận dành cho trẻ vị thành niên từ 12 đến 17 tuổi. Theo đó, Chính phủ đồng ý sử dụng hơn 2.600 tỷ đồng từ nguồn quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để mua số vaccine trên của hãng Pfizer, cũng như chi thực hiện các hoạt động phục vụ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, theo đề nghị của Bộ Y tế. Hiện Việt Nam đã có hợp đồng mua hơn 51 triệu liều vaccine Pfizer ngừa COVID-19, trong đó có 20 triệu liều để tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Lô hàng Pfizer đầu tiên về Việt Nam vào đầu tháng 7 và đến nay đã nhận được hơn 1,2 triệu liều. Nhằm chủ động phòng chống dịch bằng việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho nhóm nguy cơ, người tham gia trực tiếp công tác phòng chống dịch và toàn bộ nhân viên y tế, huyện Định Hóa, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tuyến huyện, tổ COVID-19 cộng đồng, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đó, đến nay, huyện Định Hóa đã hoàn thành 7 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trên 3.300 lượt người, trong đó số người tiêm đủ 2 mũi là 3.057 người và 277 người tiêm mũi 1. Quá trình thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn huyện Định Hóa diễn ra đảm bảo an toàn theo quy định của Bộ Y tế. Khâu khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Trong quá trình tiêm, toàn bộ đội ngũ y tế, người tiêm đều thực hiện quy tắc 5K. Những trường hợp có phản ứng, tai biến sau tiêm đều được lực lượng y tế xử lý kịp thời. Trước đó, các cán bộ y tế đều đã được tập huấn về công tác tiêm chủng vaccine như hướng dẫn các bước khám sàng lọc, xử lý các phản ứng khi tiêm, cách bảo quản và vận chuyển vaccine. Nằm ở cửa ngõ phía nam của tỉnh Bắc Cạn và đây cũng là địa bàn có vị trí quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Suốt nhiều tháng qua, huyện Chợ Mới đã chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch. Đến nay, nguồn nhân lực đã có dấu hiệu quá tải. Một số giải pháp kịp thời của địa phương này đó là tăng cường cán bộ nhân viên ở các phòng ban, xã, thị trấn cùng đồng hành tham gia trực tiếp vào công tác chống dịch tại các chốt trạm. Đây mới là tuần đầu tiên chị Trịnh Thị Thùy, cán bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Chợ Mới, tham gia trực chốt tại trạm kiểm soát y tế Đồng Luông. Mỗi người một việc, mặc dù không có chuyên môn về y tế, song chị Thùy vẫn đảm nhận một khối lượng công việc lớn, đó là hướng dẫn và lấy đầy đủ thông tin về lịch trình di chuyển của những người qua trực chốt, hỗ trợ nhân viên y tế theo dõi, thực hiện việc đo thân nhiệt. Bản thân tôi là cũng không nghĩ là cái công việc mà ở chốt đây là anh em ở đây nó vất vả như thế. Từ đến lực lượng công an này, y tế này, cho đến lực lượng đoàn thanh niên hỗ trợ trực ở đây, kể cả ca ngày, ca đêm, anh em ở đây thực sự là quá là vất vả luôn. Tuy nhiên là cá thân những cái vất vả đấy thì là chúng tôi cũng phải cố gắng sắp xếp để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình khi mà đã được phân công là tham gia hỗ trợ trực chốt ở đây. Trong đợt này, huyện Chợ Mới tăng cường thêm 8 cán bộ viên chức của các phòng ban và các xã thị trấn cho 4 trạm kiểm soát y tế trên địa bàn. Khi được tăng cường, những nhân viên này sẽ tham gia trực chốt như lực lượng y tế, công an, đảm bảo các chốt trạm được kiểm soát 24/24 giờ. Một cảm nhận chung đó là sự hòa nhập nhanh chóng với tinh thần trách nhiệm cao
ở tất cả các thành viên tham gia trực chốt. Với hơn 60 người tham gia, từ tháng 5 đến nay, các thành viên thực hiện nhiệm vụ tại 4 trạm kiểm soát y tế của huyện Chợ Mới đã trực chốt gần 5.000 ngày công. Theo đó, đã có hơn 223.000 lượt người được kiểm tra y tế, đảm bảo an toàn để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khối lượng công việc rất lớn, chính vì vậy khi xác định dịch bệnh được dự báo còn diễn biến phức tạp, kéo dài, việc tăng cường nguồn nhân lực cho các chốt trạm là việc làm cần thiết trong giai đoạn này. Anh em y tế và tất cả các anh em liên ngành trực ở đây thì công việc hàng ngày thì phân nhau trực ba chốt. Nói chung là rất vất vả, mỗi anh em trực 8 tiếng và hiện tại bây giờ thì người lưu thông đi lại đường rất đông. Nhưng mà với tinh thần không để cho dịch lan mạnh, anh em chúng tôi luôn luôn quyết tâm giữ vững tinh thần và đảm bảo không cho những người đi từ vùng dịch mà không đủ đảm bảo cho đi vào địa bàn tỉnh. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang có kết quả tích cực. Trong đó không thể không kể đến sự linh hoạt, chủ động trong chỉ đạo điều hành, kiểm soát tốt các chốt trạm y tế ở huyện Chợ Mới, đặc biệt là việc ưu tiên bổ sung kịp thời nguồn nhân lực cho tuyến đầu chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trong những ngày qua đã khiến cuộc sống của người dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn, sinh hoạt bị đảo lộn, việc làm và thu nhập đều bị hạn chế. Từ trong khó khăn, tinh thần tương thân tương ái trong mỗi người càng được phát huy và tỏa sáng. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, người dân cũng cùng nhau góp công góp của, thậm chí có người bán cả tài sản là đất đai để cùng chung tay với tâm nguyện sớm đẩy lùi dịch bệnh. Vợ chồng anh Đặng Văn Nghĩa và chị Trần Lan Hương ở xã Đức Đinh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, sau bao năm vất vả, lăn lộn trốn thương trường, đã tích góp mua được mảnh đất. Tuy nhiên, anh Nghĩa và chị Hương vừa quyết định bán mảnh đất này và dành trọn hơn 2 tỷ đồng để mua các thiết bị y tế gồm máy thở, bộ test nhanh COVID, bình oxy cùng một số thiết bị khác để ủng hộ cho ngành y tế tỉnh Quảng Bình phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tụi em có thể dành cái số tiền đó để trả nợ ngân hàng, vì tụi em đang nợ ngân hàng, hoặc là để xây lại cái nhà của mình. Nhưng mà tụi em nghĩ rằng tại thời điểm này thì cái mạng sống của những cái người bà con đồng bào của mình là quan trọng hơn. Trước những khó khăn thiếu thốn khi thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đồng Hới, nhiều tổ chức doanh nghiệp cá nhân đã ủng hộ, chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tính từ ngày 26 tháng 8 đến nay, số tiền ủng hộ cho công tác phòng chống dịch của thành phố Đồng Hới lên tới gần 5 tỷ đồng. Sự tham gia đóng góp của các tầng lớp nhân dân thể hiện tình thương yêu giữa con người, tình cảm đối với quê hương và ý thức trách nhiệm với xã hội. Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, nhưng đã có nhiều tổ chức doanh nghiệp cá nhân, các tấm lòng hảo tâm ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất, về trang thiết bị y tế như hệ thống xét nghiệm, máy thở chuyên sâu, test nhanh, đã cùng với tỉnh kịp thời chủ động nguồn lực để nhằm sớm khống chế dịch bệnh. Với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, dịch bệnh COVID-19 đang từng bước được kiểm soát trên địa bàn tỉnh. Dù hiện tại tình hình dịch bệnh tại địa phương này cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mỗi sự góp sức như của vợ chồng anh chị Nghĩa Hương hay sự chung tay của các đơn vị trên địa bàn sẽ là liều thuốc tinh thần lớn lao, động viên lực lượng chức năng địa phương trong chiến dịch đẩy lùi dịch bệnh. Nhu cầu của người tiêu dùng với các sản phẩm bánh kẹo, đặc biệt là bánh trung thu, là rất cao. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng trong kiểm tra, giám sát các sản phẩm trên thị trường, thì ý thức của người dân trong việc lựa chọn những sản phẩm bánh chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là yếu tố quan trọng để mùa Tết Trung Thu diễn ra đoàn viên, an toàn và trọn vẹn, ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thị trường bánh Trung Thu có phần ảm đạm hơn mọi năm. Khảo sát tại các đại lý, cửa hàng tạp hóa, chợ nông thôn tại huyện Tiên Lữ, Ân Thi, người tiêu dùng chọn bánh Trung Thu rất chú ý đến chất lượng sản phẩm. Các dòng bánh được lựa chọn nhiều nhất là các thương hiệu như Kinh Đô, Hữu Nghị, Đông Hưng. Nắm bắt được tâm lý này, các chủ cửa hàng kinh doanh cũng đã chọn lọc các sản phẩm có thương hiệu, có giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định. Ý thức của người tiêu dùng đã tăng cao, các cơ sở kinh doanh phần lớn cũng đã không còn bất chấp lợi nhuận để bày bán những sản phẩm bánh Trung Thu giá rẻ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế nhưng thực tế thì vẫn không khó để tìm thấy những sản phẩm bánh Trung Thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tem nhãn phụ tiếng Việt theo đúng quy định như thế này. Trên các trang mạng xã hội,
hay các cửa hàng kinh doanh, đồng nghĩa với việc đây chắc chắn không phải là sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch cũng như các cam kết về chất lượng sản phẩm. Vì vậy, mỗi người hãy luôn là những người tiêu dùng thông minh và cẩn trọng để lựa chọn những sản phẩm an toàn trong mùa Trung thu năm nay. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã và đang chung sức hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng phong trào người Tuyên Quang ưu tiên sử dụng nông sản của Tuyên Quang giúp nông dân yên tâm sản xuất, từng bước phục hồi kinh tế. Tháng 5, tháng 6 vừa qua, do phải cách ly y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đúng vào thời điểm nhiều loại nông sản của các hộ dân ở thôn Khuân Khoai, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa đang vào vụ thu hoạch có nguy cơ không tiêu thụ được. Nhiều tổ chức cá nhân trong tỉnh đã cùng vào cuộc để hỗ trợ giúp người nông dân giải quyết khó khăn. Và sau đó là nhiều đợt hỗ trợ bà con tiêu thụ sản phẩm khi nông sản vào vụ thu hoạch. Hơn lúc nào hết, vào những thời điểm khó khăn nhất, tinh thần tương thân tương ái của người dân lại được lan tỏa mạnh mẽ. Ưu tiên dùng hàng Tuyên Quang và tiêu thụ nông sản cho người Tuyên Quang thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã triển khai các cái chương trình, các cái nhiệm vụ tập trung vào hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để nhằm hỗ trợ cho nhân dân cùng đoàn viên thanh niên vượt qua cái khó khăn trong cơn đại dịch. Còn ở cửa hàng này, một điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp của tỉnh với hơn 150 sản phẩm từ đồ khô, đồ tươi sống cho đến các loại rau củ quả. Hàng ngày thu hút khá đông người dân đến mua sắm. Các sản phẩm ô cốp đang được người tiêu dùng nhận diện thương hiệu, hài lòng về chất lượng. Những cửa hàng như thế này cũng đang góp phần tích cực giúp nông dân tiêu thụ hàng hóa trong mùa dịch. Chúng tôi là một người dân, thì hiện tại thì cái nông sản mà của người dân mà sản xuất ra ấy, thì trong cái mùa dịch Covid này cũng rất là khó tiêu thụ. Mà để có những cái cửa hàng này hỗ trợ để tiêu thụ sản phẩm cho người dân ấy, thì chúng tôi cũng rất là ủng hộ. Đến thời điểm hiện tại, các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh cơ bản đã giải quyết tốt, hàng hóa đảm bảo lưu thông, không còn tình trạng ùn ứ. Vừa qua, một số sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh đã được chung tay hỗ trợ tiêu thụ với sản lượng lớn, như quả na trên 2.300 tấn, nhãn hơn 1.000 tấn. Cùng với các giải pháp trước mắt, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đang tìm cách kết nối, ký kết các hợp đồng tiêu thụ nhiều loại nông sản lâu dài cho nông dân. Sẽ tăng cường cái hoạt động tiêu thụ trong tỉnh, tổ chức cái cuộc vận động là người Tuyên Quang ưu tiên sử dụng sản phẩm nông sản Tuyên Quang, tăng được cái sản lượng, tăng được cái số lượng tiêu thụ trong tỉnh. Các hợp tác xã, các huyện, thành phố thì sẽ tổ chức là nhiều cái gian hàng, nhiều cái điểm bán là tập trung ở các khu đông dân cư, các cái điểm cụm khu công nghiệp, các nhà máy có những cái lượng công nhân nó lớn thì là sẽ phục vụ được cái đầy đủ cho bà con nhân dân. Cái thứ hai nữa là tiêu thụ ngoại tỉnh. Để thích ứng với tình hình mới, nhiều người làm nông nghiệp trong tỉnh cũng đã và đang đẩy mạnh quảng bá, mở rộng các kênh bán hàng, giới thiệu sản phẩm bằng hình thức trực tuyến. Bằng nhiều giải pháp kết nối, xúc tiến thương mại được tiến hành đồng bộ, Tuyên Quang đã và đang đẩy mạnh công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân trên địa bàn. Hiện dự thảo nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục, kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan xây dựng đang hoàn thành khâu cuối cùng. Đây được coi là dự thảo nghị định đầy đủ toàn diện nhất về thủ tục kiểm tra chuyên ngành nhằm giúp doanh nghiệp được cởi trói khỏi nhiều thủ tục, tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nếu tính chi phí mỗi lần kiểm dịch chỉ là 1 triệu đồng, thì tổng chi phí là 134 tỷ đồng, tức là chúng ta chi đi cả hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, không cần thiết trong khi điều kiện kinh tế khó khăn vì dịch bệnh, trong đó có những mặt hàng như sữa bột. Dự thảo nghị định có quy định chi tiết về 22 trường hợp được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, giảm được 6 trên 10 chứng từ tổ chức cá nhân phải nộp xuất trình khi thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng, bỏ quy định nộp bàn sao, danh mục hàng hóa. Bên cạnh đó, một trong những nội dung mới của dự thảo nghị định rất quan trọng là cụ thể hóa vai trò đầu mối của cơ quan hải quan trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Thêm vào đó, nghị định cũng đơn giản hóa trình tự, thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy, tự công bố sản phẩm,
đăng ký bản công bố sản phẩm, quy định trình tự thủ tục kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra. Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành còn giúp cắt giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, chi phí lưu kho bãi và thời gian thông quan hàng hóa nhập khẩu, đồng thời tạo môi trường điều kiện cần thiết thực hiện xã hội hóa hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, bảo vệ sản xuất trong nước và lợi ích của các doanh nghiệp. Hiện nay, các cơ quan đơn vị liên quan tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác giải tỏa cây trồng và công trình kiến trúc, tổ chức trồng lại rừng trên diện tích 334 hectare rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, bố trí lực lượng tại chỗ kiểm tra, tránh bị tái lấn chiếm. Kể từ đầu tháng 9 đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã và đang triển khai công tác tháo dỡ 227 hectare nhà kính, nhà lưới xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp. Trong đó, thành phố Đà Lạt trên 184 hectare nhà kính, nhà lưới của 475 hộ đang sử dụng. Huyện Lạc Dương với 21 hectare của 106 hộ, huyện Đơn Dương đứng thứ 3 với 16 hectare của 44 hộ. Các huyện còn lại là Đam Rông, Di Linh, Đức Trọng, mỗi huyện từ 0,6 đến 3,3 hectare. Dự kiến đến 30 tháng 9 sẽ hoàn thành công tác tháo dỡ và sẽ tiến hành công tác trồng rừng, trồng cây phân tán, trồng xen cây lâm nghiệp sau khi giải tỏa. Không để tái diễn tình trạng lấn chiếm, xây dựng nhà kính, nhà lưới và các công trình xây dựng trên đất lâm nghiệp. Ngoài ra, Lâm Đồng cũng đang triển khai đề án khôi phục lại độ che phủ rừng với diện tích hơn 52.000 ha đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp ổn định trên địa bàn toàn tỉnh. Trước thực trạng loạn các ứng dụng trong công tác phòng chống dịch, mới đây Chính phủ đã yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển một ứng dụng chống dịch duy nhất thay vì hàng loạt các ứng dụng hiện đang có. nCoV, Bluezone, Sức khỏe Việt Nam, Sổ sức khỏe điện tử và hàng loạt các ứng dụng khác đang được các địa phương, bộ ngành triển khai trong phòng chống dịch. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch là việc làm cấp thiết và tiện lợi cho người dân. Mỗi khi mà mọi người nói là phải khai báo y tế, không khai báo bằng giấy được thì khai báo online, thì mình sẽ phải đắn đo là tôi không biết vào app nào để tôi khai báo online vì tôi đã tải quá nhiều app. Tuy nhiên, việc ra đời quá nhiều ứng dụng như hiện nay là không cần thiết và gây lãng phí nguồn lực. Để đảm bảo thuận tiện cho công tác quản lý và dễ dàng cho người dân, Chính phủ đã yêu cầu triển khai một ứng dụng duy nhất. Ví dụ như mình đang ứng dụng khoa học công nghệ này, mà mình đến 6-7 cái app, thì lời làm có khó khăn cho nhân dân. Thì phải tập trung lại, Chính phủ lắng nghe cái này. Và đang chỉ đạo chỉ có một app thôi, để cho nó thuận lợi. Thế thì phải lắng nghe, những cái gì đúng phải lắng nghe. Việc thống nhất quản lý thông tin qua một ứng dụng, tập trung về một đầu mối xử lý để giảm thiểu rủi ro, bảo mật thông tin là rất cần thiết. Hiện nay, Bộ Thông tin Truyền thông đang gấp rút triển khai ứng dụng này để sớm đưa phần mềm ứng dụng này vào sử dụng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với hai tài xế Nguyễn Văn Mi Phúc, 52 tuổi và Đặng Quốc Tiến, 26 tuổi, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Trước đó, vào chiều ngày 17 tháng 9, tại tuyến lộ Tẻ – Rạch Sỏi, lực lượng chốt chặn kiểm soát của tỉnh Kiên Giang phát hiện Phúc và Tiến điều khiển hai xe ô tô 16 chỗ có dán chữ xe cứu thương nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên hai xe này có 4 người lớn và một trẻ sơ sinh. Làm việc với lực lượng chức năng, Phúc và Tiến không xuất trình được giấy tờ hợp lệ và thừa nhận những người trên xe là ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương trả công 13,5 triệu đồng để Phúc và Tiến trở về quê ở Kiên Giang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Hoàng Chí, 49 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Thuận, 36 tuổi, ngụ tại huyện Mang Thít. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 15 tháng 9, anh Thuận đang ở trong phòng trọ thì một thanh niên chở đối tượng Ngô Hoàng Chí đến. Thấy Chí cầm dao, anh Thuận đóng cửa lại nhưng đối tượng xông vào đâm Thuận trọng thương. Nghe tiếng hô, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Thuận đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Gây án xong, Chí lên xe thanh niên lạ mặt chở chạy trốn. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã khẩn trương truy tìm, vận động đối tượng ra đầu thú. Chiều ngày 16 tháng 9, Ngô Hoàng Chí đã đến công an phường 5, thành phố Vĩnh Long đầu thú. Bước đầu đối tượng này khai nhận mình và nạn nhân ở khu nhà trọ trên để đi làm do xảy ra mâu thuẫn nên tối cùng ngày đã hành hung nạn nhân.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.